Ngày 12 tháng 10, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã gửi thư thăm hỏi tình hình sức khỏe, an ninh an toàn của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Israel, đồng thời kêu gọi thành lập các tổ nhóm công tác để hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh chiến tranh xung đột. Theo Đại sứ Lý Đức Trung, tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel trong những ngày qua diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả trong tình huống khẩn cấp, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, Đại sứ Lý Đức Trung kêu gọi cộng đồng cùng chung tay, chung sức thành lập các tổ nhóm công tác, tương ứng với từng khu vực mà các hộ gia đình, các em học sinh, sinh viên, tu nghiệp sinh và người lao động đang cư trú. Đồng thời thông báo thông tin đầu mối của mỗi tổ nhóm công tác về ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp của Đại sứ quán để kịp thời phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin, cũng như đưa ra các hướng dẫn cụ thể khi cần thiết. Ước tính cộng đồng người Việt tại Israel khoảng 500 người, sinh sống và làm việc tại hầu hết các thành phố lớn ở quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra hàng năm còn có thêm hàng trăm sinh viên Việt Nam sang học tập theo chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp, bên cạnh một số lao động, nghiên cứu sinh, sinh viên và học sinh.